Xin chào các bác, hôm nay là ngày 24/12/2020, cuối năm rồi. Các bác nào có nhu cầu mua dao thì các bác liên hệ với em nhé. Mua dao để dùng cho dịp Tết chặt thịt gà, chặt xương các kiểu. Một con dao của hãng Seki, Seki các bác nhé, nặng 8 lạng rưỡi, rất là nặng ạ. Toàn bộ bằng thép không gỉ hết các bác nhé. Made in Japan này, Seki Japan. Còn cái chiều này của nó là vào khoảng gần 20, chiều bản này khoảng gần 10 phân. Cán hoàn toàn bằng gỗ bọc. Đấy, nặng hơn 8 lạng hay sao đấy ạ. Cực khủng luôn. Đấy, các bác nào mua con dao này về Tết chặt thịt gà tuyệt vời ạ. Em bán là 350 một chiếc, bao ship toàn quốc nhá. Các bác mua thì các bác chỉ cần nhắn tin địa chỉ thôi. Hiện tại chỉ còn có mấy chiếc thôi. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.